Chào mừng cả nhà đến với sân bóng chuyền Minh Râu. Trước mắt chúng ta là trận đấu vòng bảng của giải 44 sân Minh Râu. Phía gần là Bejuno Việt Nam, xa là Biển Xanh. Phong này, Bảo Quân này, anh Tuấn, Phan Linh chuyền hai. Ở ngoài có Xuân Trung nữa. Bên Biển Xanh có Thiên Nguyễn, Văn Phi, Chánh Hà, Tháo Lĩnh, Thành Đông. Còn hot Facebook không à? Đội này chiều cao chưa có vượt trội. Đội HB Store nãy chiều cao vượt trội lắm. Mười lăm tới, nhưng mà hồi nãy giờ chưa có trận nào phải đánh thứ ba hết. Mình về không biết là thứ ba đến 15 hay 12 nữa. Đây là Văn Phi. Điểm Biển Xanh 42. Bên Bejuno không kịp khởi động luôn, tới trễ. Có cảm giác sáng nay Phan Linh chưa ăn sáng kịp, phát trái bóng còn yếu quá. Cắm mặt chạy xe ngoài cũng bị đánh dấu nè. Năm sáu anh Tuấn. Vận động viên chúng ta đã tới. Anh Đông đập không qua lưới. Trời ơi, cái này nó mấp mô quá, nó không có bằng. Bấy đều.
cái ghế còn để còn không ngay được. Điểm biển xanh 87. Chính Hà đang ở giữa. Số 4 là Văn Phi, số 2 là Thành Đông. Không mà chạy. 97. Biển xanh bên phía biển xanh háo lĩnh sẽ là người chuyền hai à, phát bóng không bảy nãy giờ sửa Văn Phi 3 lần đều thành công hết. 80 đồng đập bóng ngoài nhưng mà bị lưới trắng. 11-8. Phối hợp giữa chuyền hai và mũi ở giữa chưa có được nhuyễn lắm. Cầm vô luôn anh, bỏ vô trong luôn, bé cứ thải đi. 9-11. Anh 12-9. Tướng lên là lấy điểm, tướng lên là lấy điểm. 10-12. Không có lỗi. 14-10. Bây giờ về kiểm tra cái nền lót miếng thảm giống như thảm ở trong xe du lịch vậy nè, lót sàn xe đó với lại ở trên trần xe rồi ngoài luôn. Biển xanh giành chiến đấu, giành chiến thắng sẽ đấu thứ nhất 15-10.